Tú Vân Mobile xin kính chào mọi người. Ngày hôm nay thì bên em có đi chọn máy và hôm nay em có 6 cây iPhone zin chưa đụng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Em quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Về chất lượng thì bên em bao với mọi người là zin đến từng con ốc. Và pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng iPhone XS đến thời điểm hiện tại. So với những cây máy hàng zin chưa đụng ốc, tức là thông số pin là thông số pin chuẩn, chưa qua kích và chưa qua thay pin sạc cổ cáp. Pin zin theo máy thì còn ở mức 87%. Cây máy này có mã số là 633T và mức giá bên em để cho mọi người là 5.400.000. Mức giá của bên em là mức giá trọn gói mọi người nhé. Trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc, tặng phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh, ốp và cường lực. Về bảo hành thì bên em bảo hành cho mọi người rất là dài trong 12 tháng. Và ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin, thay pin miễn phí 12 tháng. Bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử. Không ưng, không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Và về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng iPhone 11 Pro Max hàng zin chưa đụng ốc đến thời điểm hiện tại. Pin zin theo máy thì còn ở mức 88%. Cây máy này có mã số là 628T và mức giá bên em để cho mọi người là 1.500.000. Cây máy này thì em có nhập được giá thấp hơn so với mọi khi mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là ở trong những video khác nhau với cùng một loại máy giống nhau thì bên em có những cái mức giá nó khác nhau. Điều đó là do đây là những cây máy hàng chọn nên là thứ nhất là nó được chọn từ những lô hàng khác nhau. Mỗi lô hàng thì bên em cũng chỉ chọn được một số lượng rất là ít máy đạt tiêu chuẩn là zin chưa đụng ốc, zin nguyên bản chưa động chạm gì vào bất cứ một cái gì mọi người nhé. Và thứ hai là do đầu hàng lấy những cái mức chênh lệch khác nhau. Tại vì những cây máy zin chất nhất thì bên em đã chọn của đầu hàng nên là tùy mỗi người, người ta sẽ cộng thêm một khoản tiền khác nhau. Đó chính là lý do tại sao mức giá lại chênh lệch giữa các video. Thì mọi người cảm thấy mức giá nào phù hợp thì mọi người mua mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99. Và về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 81%. Cây máy này có mã số là 869T và mức giá bên em để cho mọi người là 6.500.000. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Em quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy là chủ cũ phải dùng rất là giữ zin. Thì vỏ của máy, vỏ zin theo máy từ đâu mới còn được đẹp như thế này mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là không có vết cấn móp, không có vết chày mọi người nhé. Và về chất lượng thì bên em bao với mọi người là zin đến từng con ốc. Và mức pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức cũng rất là cao đối với dòng iPhone 11 đến thời điểm hiện tại. Pin zin theo máy thì còn ở mức 88%. Cây máy này có mã số là 639T và mức giá bên em để cho mọi người là 6.500.000. Và tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Và về chất lượng thì
máy là hàng zin chưa đụng ốc. Chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở máy lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và tất cả những cây máy này thì bên em đều chọn cho mọi người những cây còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Và pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 82%. Cây máy này có mã số là 636T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn. Và tiếp theo cũng là một cây iPhone XR ở phiên bản quốc tế. Cây máy này thì dung lượng là 64GB. Về ngoại hình thì cây máy này đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Và về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Đấy, em quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Mọi người lưu ý là không phải shop nào báo là máy đẹp hoặc là có những thuật ngữ như đẹp 99 hay là đẹp keng thì máy cũng đẹp như nhau đâu mọi người nhé. Tại vì hiện tại thì có rất là nhiều shop ở trên thị trường gian lận cả về chất lượng và cả về ngoại hình nữa mọi người nhé. Đó là lý do tại sao mà giá của máy khá là rẻ và mọi người cứ nghĩ là mua được máy rẻ nhưng thực chất là không hề rẻ mọi người nhé, và thậm chí là còn đắt nữa. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức cũng tương đối cao đối với dòng iPhone XR hàng zin chưa đụng ốc đến thời điểm hiện tại. Pin zin theo máy thì còn ở mức 86%. Cây máy này có mã số là 328T và mức giá bên em để cho mọi người là 4 triệu 800 nghìn. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Với phương châm là hàng chọn giá thấp thì bên em chuyên chọn cho mọi người những cây iPhone zin nguyên, chưa động chạm vào bất cứ một con ốc nào. Những cây máy này thì là những cây máy hàng tuyển chọn ở trên thị trường. Số lượng thì không có nhiều mọi người nhé. Và như mọi người thấy thì như ngày hôm nay, mình đang cũng chỉ có 6 cây iPhone zin chưa đụng ốc để giới thiệu với mọi người. Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tú Vân Mobile, thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chui sạc thì mới có thể mở máy, và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé. Mình đang bao với mọi người là máy zin chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Nó khác so với những cây máy mà hiện tại các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin ở trên thị trường. Thì những cây máy đó hầu hết là đã qua thay thế sửa chữa một cái gì đó rồi, nhưng mà main vẫn zin, màn vẫn zin, thì họ vẫn báo cho mọi người là máy zin mọi người nhé. Nhưng thật ra để đạt được cái tình trạng zin nguyên bản thì rất là ít. Và những cây máy này để nhập được thì bên em phải mất công để đi tìm và đi chọn lựa, mất cũng khá là nhiều công mọi người nhé. Như ngày hôm nay thì bên em chọn được 8 cây thì hai cây đã có khách chốt rồi. Nếu trong video mọi người không tìm được những cây máy mọi người ưng ý thì mọi người có thể inbox riêng cho bên em. Và khi chọn được máy phù hợp với yêu cầu của mọi người thì bên em sẽ báo lại. Và về chất lượng khi mọi người dùng thì mọi người sẽ thấy là những cây máy này rất là chất lượng. Những cây máy này thì chụp ảnh rất là đẹp. Ở đây thì mọi người có thể thấy là camera theo máy ở trên những cây máy hàng zin chưa đụng ốc như thế này thì camera chưa bị thay, chưa bị rửa. Và nó còn áp suất chống nước nên là nó chống được cả bụi. Nên là mọi người sẽ thấy là camera trong vắt, không có bụi, không bạc gì cả mọi người nhé. Những cây máy như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Màn hình của máy thì sáng đẹp, cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh mọi người nhé. Như mọi người thấy thì màn hình của máy rất là đẹp, không ám, không ố một chút nào. Chu tông đầy đủ, tại vì máy là máy zin chưa đụng ốc nên là chưa thể thay màn, chưa bị ép kính và chưa bị ép cảm ứng. Như mọi người có thể thấy thì camera của máy rất là đẹp mọi người nhé.
zoom lên rất là rõ nét, màu sắc rất là trung thực, ảnh rất là trong. Và những cây máy này thì dùng rất là bền mọi người nhé, kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng dựng hàng sửa, và thậm chí những cây máy chỉ đạt tình trạng mền zin màn zin ở trên thị trường rất là nhiều. Về mức giá thì mình đang cố gắng để cho mọi người với một mức giá thấp nhất, hợp lý nhất có thể, so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn, và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Bên em thì bảo hành cho mọi người rất là dài, trong 12 tháng, khoảng thời gian này thì cũng tương đương với mức bảo hành của một cây máy mới. Và ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin. Về pin thì rất là ít nơi sẽ bảo hành cho mọi người nhé. Ngoài ra thì bên em có chính sách miễn phí ship trên toàn quốc. Phí ship của điện thoại thì cũng khá là cao, tại vì nó bao gồm cả bảo hiểm hàng hóa và bảo hiểm giấy vỡ. Bên em có tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng, bao gồm một bộ cáp sạc nhanh, ốp và cường lực. Bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử. Không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lấy tiền. Về vấn đề máy quốc tế thì bên em bao cho mọi người là máy quốc tế trọn đời mọi người nhé. Đến đây thì bên em xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong rất là nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua máy của Tú Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.